Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ukraina mất 6 thành trì chỉ, chỉ trong 24 giờ. Theo truyền thông quốc tế đưa tin, ngày 10 tháng 9 có lẽ là một trong những ngày đen tối nhất đối với quân đội Ukraine khi có tới 6 làng mạc và thị trấn thất thủ. Cụ thể, lực lượng Moscow đột phá theo hướng Ulanda. Họ đã chiếm giữ hoàn toàn ngôi làng Vodiana và theo một số blogger quân sự thân Nga, mỏ số 1 cũng đã bị thất thủ ở hướng Kurakov có bằng chứng trực quan về sự thất thủ của ukraine tại Krasnodorivka nga cuối cùng cũng đã chính thức chiếm thành phố sau nhiều tháng giao tranh trong đô thị đống máu các cuộc đột phá đang di chuyển về phía bắc vào các nhà kho tại pokov hình ảnh định vị địa lý xác nhận lực lượng moscow đã giành những thắng lợi nhỏ ở slidover và horovica trong cuộc giao tranh ác liệt và tốn kém ở hướng này Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã kiểm soát ngôi làng Hebridovka, nằm xa hơn về phía Bắc. Còn ở hướng kết, giao tranh vẫn tiếp tục, Nga sử dụng hàng loạt bom lượn FAB. Ở phía Bắc Ogoska, một vụ không kích gián tiếp xác nhận quân Ukraine có thể đã tiến đến rìa phía nam của Vecheno. Ukraine thất thủ ở Granosgoriska lực lượng Moscow đang ném bom dữ dội vào các vị trí của quân đội Ukraine dọc theo chiến trường. Theo hướng Kupian, các video định vị địa lý cho thấy bước tiến thực sự của quân đội Nga về phía Tây với các mũi xung kích tiền phong hiện chỉ còn cách sông Oskin vài km. Ở Torres, những hình ảnh khác cho thấy lực lượng Moscow đang giành thêm nhiều lãnh thổ hơn nữa và đã chiếm nhiều tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, tại Poproker giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn và họ vẫn tiếp tục tấn công như trước, đặc biệt là về phía Nam. Theo nhiều nguồn tin, lực lượng Ukraine đã chính thức thất thủ ở Kranorovska. Trong vài ngày qua, lực lượng Moscow đã chiếm hoàn toàn Vodiana và theo các nguồn tin Ukraine, họ cũng kiểm soát nhiều vị trí khác ở phía Nam dọc theo khu công nghiệp. Thành phố này đã thực sự rơi vào vòng vây bởi hai cánh quân Nga. Nguy cơ sụp đổ đang ngày càng rõ rệt. Về phía Kherson, có video định vị địa lý cho thấy lực lượng Moscow đã tiến về phía bắc Kosachi, Nahiri, đến Dnipro và chiếm được các vị trí ở đó. Nga kiểm soát Vodiana Theo kênh Ridovka đưa tin gần Ulanda, lực lượng Moscow đang tiến vào nhiều khu vực cùng lúc tới Zolotaya Liva từ Brechistoka, Tuy nhiên, thành công chính của họ là việc giành quyền kiểm soát Vodiana khi mà các mũi xung kích ồ ạt đột phá từ phía đường cao tốc giữa Ulanda và Konstantinovka, cũng như từ phía mỏ Ionos Donbasskaya 3 và nhà máy Choydator, nơi đã diễn ra các trận chiến ác liệt trong những ngày gần đây. Lực lượng Moscow bắt đầu cuộc tấn công từ Konstantinovka đến Kestrinivka, nhằm ngăn chặn Ukraine đánh thọc sườn vào nhóm lực lượng đang tấn công theo hướng mỏ Yono donbass 3. Ngoài ra, lực lượng Moscow đang vượt sông Kalegek ở Pashloka đến bờ Bắc và cũng đang chuẩn bị một cuộc đột phá từ Prichostoka qua Novokaranka đến Bogoya, Lenska. Nga tiếp tục đẩy lùi cuộc tấn công dữ dội tại mặt trận Kurt. Trên mặt trận Kurt, lực lượng Moscow tiếp tục đẩy lùi cuộc tấn công dữ dội của đối phương ở một số khu vực. Tại quận Koronevo, một UAV tấn công trinh sát Forpost của Nga đã tập kích sở chỉ huy tiền phương của Ukraine bằng bom dẫn đường UAB-20 nhằm vào khu định cư Snahos. Đây là lần đầu tiên Forpost được sử dụng ở vùng Khớt. Tại quận Suza, Ukraine đã sử dụng UAV phun hỗn hợp gây cháy lên các khu rừng trồng và các vị trí của Nga ở phía tây Ulanok. Nhờ dữ liệu này, có thể xác định được rằng lực lượng Moscow duy trì quyền kiểm soát khu định cư Ulanok Nhờ dữ liệu này, có thể xác định được rằng lực lượng Moscow duy trì quyền kiểm soát khu định cư tập trung ở một trong những vành đai rừng trên đường tiếp cận với Fanasekka. Tổng cộng ít nhất 10 trường hợp sử dụng loại UAV này của Ukraine dọc theo toàn bộ chiều dài mặt trận đã được ghi nhận cho đến nay. Quân đội Nga đã tấn công khu công nghiệp Parograf ở vùng Dnipropetrov và Kramatorsk bằng tên lửa. Theo hướng Poprov, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Ukrainsk và khu vực Heli, cũng như ở vùng ngoại ô phía đông Selidover. Tại Donetsk, lực lượng Moscow đã kiểm soát hoàn toàn Granogorivska, củng cố các vị trí của họ ở vùng ngoại ô phía tây bắc của thành phố. Ở Nam Donetsk, quân đội Nga cũng đã đẩy lùi đối phương ra khỏi lãnh thổ của mỏ U số 1 và chiếm hoàn toàn Vodiana, trong khi mà giao tranh vẫn đang diễn ra ở khu công nghiệp liền kề. Nga đánh chặn 144 UAV của Ukraine trong vụ tấn công quy mô lớn. Nga tuyên bố bắn hạ 144 máy bay không người lái gọi tắt là UAV của Ukraine nhằm vào 9 tỉnh, thành phố, trong đó có Moscow. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, dạng sáng ngày 10 tháng 9, Ukraine đã tập kích UAV với quy mô lớn chưa từng có nhằm vào 9 tỉnh của Nga. Hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 144 UAV, trong đó ít nhất 20 chiếc bị phá hủy khi nhằm vào khu vực Moscow với dân số hơn 21 triệu dân, 72 chiếc ở vùng biên giới Bryansk và hàng chục chiếc ở sáu vùng khác. Vụ tấn công khiến ít nhất một người ở quận Ramenskaya, Moscow thiệt mạng. Quận Ramenskaya cách điện Kremlin khoảng 50 km về phía nam. Ngoài ra, theo thống đốc Moscow Andrew Vorobyov, cuộc tập kích cũng đã khiến một số tòa nhà bị hư hại. Bốn sân bay ở Moscow phải tạm đóng cửa hơn 6 giờ đồng hồ, khoảng 50 chuyến bay phải chuyển hướng. Chính quyền Kiev tiếp tục cho thấy bản chất của họ, họ là đối thủ của chúng tôi và chúng tôi phải tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ chính mình khỏi những hành động như vậy. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phản ứng với cuộc tấn công của Ukraine ông cho biết thêm quân đội nga hiện đã có kinh nghiệm trong việc áp chế đánh chặn các uav của ukraine cùng ngày người phát ngôn bộ ngoại giao nga bà maria rakakova cho rằng những cuộc tấn công kiểu này cho thấy vị thế chiến trường của kiev đang suy yếu nga tấn công kiev bằng nhiều đợt uav phòng không tiêu diệt toàn bộ theo như Ukrainska prada đưa tin Lực lượng phòng thủ Kiev báo cáo về cuộc tấn công thứ 5 của UAV Nga vào thủ đô kể từ đầu tháng 9 và cho biết lực lượng phòng không đã tiêu diệt toàn bộ UAV đối phương. Vào lúc nửa đêm mùng 9 tháng 9, cảnh báo không kích đã được ban bố ở Kiev. Người đứng đầu chính quyền Kiev, Sergei Poko cho biết cuộc không kích thứ 5 vào Kiev kể từ đầu tháng 9. Đêm nay, quân đội Nga lại sử dụng UAV được phóng từ lãnh thổ của vùng Kurd. Đạn làng vàng bay vào Kiev sau nửa đêm thành nhiều đợt. Ông Poco lưu ý rằng báo động không kích ở thủ đô kéo dài hơn một giờ. Theo ông, tất cả UAV tấn công của Nga, đe dọa Kiev đều bị lực lượng và phương tiện phòng không tiêu diệt trên đường tiếp cận thủ đô.